bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Phan Thị Hùng đây. Hiện tại mình đang có mặt ở số 92 đường Ba Vân, quận Tân Phú nha mọi người. Hôm nay Tân Bình. Quận Tân Bình. Sorry, mình ở Tân Phú quá nên mình bị liều. Thì hôm nay mình sẽ đến quán, cái quán có tên là Mì Vịt Tiềm nha mọi người. Quán ăn này tên là Tân Lạc Viên, địa chỉ số 92 đường Ba Vân. Mình sẽ vào đây, mình đưa cái tô này đưa cho chú. Để có gì chú làm cho mình một tô mì Vịt Tiềm khổng lồ nha mọi người. Nghe nói đây có cái đùi vịt đó nhìn chất lượng lắm, cho nên mình sẽ cùng vào quán để mình kêu chú làm cho mình nha. Chào chú. Chú cho em hỏi quán bên mình bán từ mấy giờ đến mấy giờ chú? 9 giờ sáng. 9 giờ sáng. Vậy là chú bán là hai cửa mọi người, cửa buổi sáng tới trưa. Nói chung sáng là không có cần bán, là sáng chỉ có làm hàng thôi. Dạ. Nếu mà ai muốn ăn thì ăn cũng không chú. Đúng rồi. Rồi. Đúng rồi. Không có đón khách buổi sáng. Buổi chiều. Buổi chiều. Dạ rồi. Giờ cao điểm nhất là 6 giờ 7 giờ. Tầm đó cao điểm nhất bán đến tầm 8 giờ hết hàng. Và chú bán đến tầm 10 giờ, là giờ. 10 giờ là nghỉ nha mọi người. Là 9 giờ là không có nhận, 9 giờ nghỉ là nhiều. Hôm nay là mình có duyên á. Đúng rồi. Hôm nay mình đến hơi chi mình chai mặt xíu. Quán này chú mở lâu chưa chú? Quán này mở năm đó. Mấy chục năm luôn. Thì ở đây mình có những cái món nào là đặc biệt chú? Ở đây mình chủ yếu kinh doanh về cái gọi là cơm. À, mì mình tìm cơm chiên, mì xào, hủ tiếu xào. Ồ, có thấy hủ tiếu, mì xào giòn nữa kìa. Đúng rồi. Dạ. Thì hôm nay con thấy bên đây có cái món mì mình tìm là con kết á. Cho nên con trao cho chú. chú làm cho con một tô mì mình tìm. Cũng gần gần đầy cái tô đó giùm con nha. Dạ. Chú chế biến sao chế biến, nhìn cho nó hấp dẫn là được. Rồi ok, bây giờ mình sẽ cùng ha. À, chú cho con hỏi giá trung bình ở đây là một phần là bao nhiêu ạ? 70 ngàn nha mọi người. Tại vì mình nghĩ cái món mì mình tìm này không phải là ai cũng biết ha mọi người. Nhưng mà thực ra cái món này cái giá nó trung bình. Phải tìm mấy tiếng đồng hồ không? Có dịch mà từ lúc có dịch đó mình phải chuẩn bị làm cho nó là khoảng 2 tiếng hơn 2 tiếng. Thì cái quá trình chuẩn bị cũng như là cái độ ngon của nó nữa, cho nên nó có mức giá đó thôi nha mọi người. Rồi thì bây giờ chú làm cho con cái tô đó nha. Dạ. Thì chú lấy anh vô anh. A few moments later. Thôi quay. Cho hai tẩy đi, hai tẩy đi. 3 2 1 bắt đầu. Rồi, bỏ xin lọc bắt đầu luôn mà giờ chưa có muỗng. Nè nè, muỗng ra rồi. Khoa mắt, khoa mắt. Ôi nhìn nè, hai cái đùi mì. Vịt. Hấp dẫn. Đó giờ mình ít khi nào mình ăn đùi vịt lắm cho nên mình nói không quen á. Hấp dẫn chưa? Nè. Nó đục rồi nè. Tại người ta tìm á. Người ta tìm 2 tiếng đồng hồ. Phải đủ thời gian nó mới ra được. Tìm á chứ phải người ta tìm luôn. Ok. Thì bây giờ mình sẽ thực hiện thử thách ăn hết phần này nha. Ui. Hấp dẫn quá. Ăn gì cho. Cái này cho anh được 2 tô á. Phải choi. Xong rồi đi. Đi xúc ruột. Mời mọi người nha. Ok. Mì này ở đường Ba Vân, các bạn quẹo vô. Quẹo vô hẻm. Lúc trước nằm ngay ngã ba luôn, nhưng mà bây giờ trả mặt bằng rồi. Rồi, mình mới ăn mì thôi là mình đã thấy cái mì nó thơm rồi đó. Bây giờ mình thử cái miếng thịt, mọi người nhìn là miếng thịt nó còn hồng luôn á. Và mọi người thấy là nó có vẻ nó đã rục lắm rồi. Ừ. Ngậm, ngậm vô nó tiếu điều muốn tan luôn á. Tan trong khẩu hồng. Ý. Hấp dẫn, hấp dẫn. Không em, anh sợ nó rụng á, tại nó mềm quá, em cầm cái nó rụng á. Nó rụt rồi. Nó thơm mùi nó không có hôi mùi vịt. Mà nó có mùi như thuốc bắc á.
nó vị thuốc đó mọi người, mà rất là thơm và ngon nha. Mình nghĩ cái da này cũng chất lượng lắm nè, lọt ra được luôn á, lọt ra luôn nè. Ơi ơi à. Hay hùng anh mà mình đi dịch hùng đang ăn mì này, cảm giác nó về đêm khuya khuya á ha. Mì này rất là bổ, nghe đến tìm thuốc bắc là thấy bổ rồi mọi người. Ừ. Mà bổ cái gì thì mình cũng chưa tìm hiểu, nhưng mà ăn mì mì dịch tìm thuốc tây không, không chung chung nữa, bổ nghe tìm bổ thuốc bắc, con gà tìm thuốc mê. Ừ, đúng rồi, tí nữa mình ăn cơm gà xôi mỡ tìm thuốc mê. Ăn vô bị mê á, ngày nào cũng phải lại quán ăn á. Có món nào thịt heo tìm bắt chuột. Vãi vãi. Đang ăn mà cứ nhắc đến những cái gì đó. Nhắc tới mấy cái tệ nạn không à. Đó mình hỏi một miếng thôi. Heroin tìm thuốc lắc. Uống vô bay bay suốt ngày luôn. Mọi người ơi, cục nấm đông tô nè. Nấm này ở trên bài bảo cuộc đời mình đã 30 lò bánh chưng. Chứ bây giờ mình ăn một cục nấm đông tô bự thế này. Ê. Đó giờ người ta toàn cắt ra thành 1/4, 1/2. Ông anh nhìn hướng này á, giống như trứng bắp thảo vậy nè. Đúng, đúng, đúng. Giống giống cái màu như như trứng trứng bắp thảo vậy nè mọi người. Cục nấm đông tô cực kỳ bự. Không. À. Chất lượng. Anh nhìn về giống gì không? Gì? Giống con bào ngư á. Ờ. 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 Không chưa ăn bào ngư bây giờ. Em coi hình. Vậy là bài bơ đang nghĩ ý đi thử thách ăn bào ngư kìa. Bạn ơi, thôi chắc ăn coi đợt đám cưới bạn em á. Em lo giữ bàn cho mấy đứa bạn em cuối cùng vô bàn súp đồ ăn cũ bên kia. Có hôm đó là đãi tiệc có bầu ngư của Di Cá luôn. Di Cá luôn, Di Cá. Wow, cái nấm này nó dai dai. Trắng nó đứt ra nhưng mà nó vẫn còn dai dai. Nó sạch sạch. Nó thơm. Đã quá. Nó không có thơm nhiều vị nấm mọi người. Nó chỉ có mùi của cái nước này nè. À, mà mình nghĩ chắc cái này ăn vô rất là bổ á. Mùi vịt. Nè, da. Ok. Nó mềm lắm. Vịt ra vịt nhiều đạm lắm nha. Nhưng mà cái này mình thấy nó cũng ít mỡ ha. Vịt nhiều ít mỡ lắm da không à. Chắc là lúc chú tìm á nó ra bớt mỡ rồi. Vịt này cái đùi nó to. Vịt này cái đùi to kinh. Chắc có tập thể dục. Không. Chắc vịt chạy đồng quá. Có tập thể dục không? Ngon quá. Vịt tập bài squat nhiều đúng không John? Vịt chạy đồng. Vịt chạy đồng ở miền Tây á, là người ta ra cái đồng đó người ta lụm trứng luôn. Ủa cái trứng nào trứng nấy bự rồi nè. Xong rồi có cái đùi. Ôi, rớt ra luôn. Dứt luôn đi. Anh Yên Choi đang ngồi khát khao. Có một cái ao, có một cái ao. Ăn vàng mới đã. Ui, coi chừng mặn á. Mình xử cái đùi này trước nha. Đây là nước tương con cong. Lạ lắm nha. Nước tương hiệu con cong. Wow. Đây nó có cái thớ, nó từng thớ. Anh nghĩ cái này mình dễ rứt thịt á. Chắc sập luôn. Ăn xương được luôn. Ăn xương được luôn. Nhai xương được. Đã quá. Ơi. Mày đó. Nhai xương, nó nghĩ sao cái này kêu nhai xương. Thánh Thiên Choi. Vậy mình nhai hết cái tủy rồi mình nhả ra. Đây. Phải nó đâu có kêu nuốt xương đâu. Để xương vô đây. Cái thịt nó rất là mềm mọi người. Cho nên mọi người cắn đến đâu là thịt nó đi đến đó nha. Xíu là xong rồi, không tới 11 giờ rồi đâu. Cảm giác Hùng ăn món này là kiểu như món ngon. Đầu tiên em ăn á. Khoái khẩu. Đầu tiên em ăn mì bạch tiền nha. Nếu mà là em sẽ ăn gấp đôi. Rồi. Nước nhiều lắm nha. Nhưng bây giờ quá muộn rồi, cho không thể thử thách được. Tại Hùng là tô cuối rồi đúng không? Chắc cho phải hẹn là ngày mai. Mình là người ăn cuối cùng ở đây luôn. Dạ. Quán hết rồi. Món này dưa này, dưa chua. Đu đủ. Đu đủ. Là phải cái này, đúng. Cái này cũng được. Này là cà rốt. Cái muối. Xúc rồi, phải ba bơ lọc, em mình thấy gấp đũa nhanh. Đúng rồi, gấp đũa nhanh hơn. Ăn miếng này nha. Ta chi chịch là giống thanh duy. Anh Hùng, ta kêu chi chịch là giống thanh duy đi khắp quán.
cái này giống như đồ chua á. Đồ chua á. Chua á. Mà nó giòn giòn, trắng nó rất là từng miếng. Đã, rất là thích ăn. Đã. Nó hơi giống mà hơi có một chút giống như mùi ổi. Thử miếng đi. Này hả? À cái này là su hào thì phải á. Su hào. Cay. Cay hơi cay. Phải su hào. Giống hơi cay đâu. Không nghe mùi luôn. Su hào à. Wow. Trong đây mình thấy có nhiều nấm đông cô lắm. Không biết một phần về không chú cho bao nhiêu cục nấm này ha. Tại sao gọi là nấm đông cô? Rất là có nhiều cô chồng. Rất là có nhiều cô chồng. Nấm cô. Ôi. Hay hay hay. Ăn xong rồi sẽ được đông cô. Buông theo. Cái đó cũng đông là anh nghĩ chắc là mùa đông á. Chỉ có một cái cô đó chồng thôi. Nên nó mới đặc biệt á. Chứ đông cô chồng ở đâu có gì đặc biệt đâu đúng không? Em nghĩ đến chè đông. Chú đông bánh chè. Ôi ôi nó rớt ra nè. Mình thả ra là nó chạy xuống luôn á. Nhìn nó giống cái giống tàu hủ ki á. Giống hủ ki bỏ vô nồi lẩu. Giống bỏ vô nồi lẩu á. Cái này ngon hơn, nó có mùi vị nha. Ờ. Có lẽ hai cái này không phải đồ chay. Em nhìn nó lại không giống tàu kỳ. Nó giống... Tiêu cực ra. Anh biết cái cuộn trâu không anh? Ờ. Không có không vãi. Nó điên điên anh. Vãi anh điên lọc. Bơ bơ. Bà suy nghĩ là những cái bệnh hôm nay bà bị bệnh. Bà đi theo để cổ vũ thôi. Bị bệnh hơn tuần rưỡi rồi. Ở dưới đây mình thấy là vẫn còn nhiều nấm đông cô lắm. Cho nên mình sẽ chừa lại phần gà. Ê, phần vịt. Phần vịt. Nhìn gà, nhìn vịt hóa gà. Nhìn gà hóa cút. Trong gà hóa cút. Nhìn cút quá sẻn. Cải ngon quá rồi. Có rau anh đỡ ngán lắm. Cái món này cải thìa á. Mình nghĩ là sao gọi là cải thìa. Nó giống cái thìa nè, em thấy cái bẹ nó không? Cái bẹ nó to lắm, giống như cái thìa. Một người một tô á, là một miếng cải thìa này luôn. Cái này giống con sứa. Đông sướng. Cả này có cái tên là gọi là cả bó xôi nhớ nha. Này người ta gà em, gà hấp á người ta hay bỏ cải thìa đó. Nó làm con gà nó ngọt hơn. Rồi gần hết cái rồi. Không để. Không sao đâu. Không có cô Nga thêm. Nghe clip nào? Ôi, rồi. Clip dứt được. Clip ăn xôi. Cút nha. Rồi này đi. Ý, ồ, chúng ta còn ăn có 15 phút mà. Dầu anh, cái anh cái dầu. À cái tay dính vô tay nóng. Dính. Nè, đó. Đó rồi. Phải. Tập trung vô camera nè anh em. Nó thật rồi. Rớt ra hả? Rớt ra rớt á. Rớt nữa nè. Rớt á. Ôi, giữ vô liền, giữ quá lại. Rụt rồi. Ờ. Cái xương chắc mạng. Em có nghe câu há miệng chờ sung không? Em dở miếng nó lên, há miệng chờ dịch. Há miệng chờ em. Tại sao là há miệng chờ sung? Tại vì thằng đó nó sung. Lười quá. Sung lâu lắm mới rụng. Đúng rồi, sung lâu lắm mới rụng. Nó không muốn leo lên la hái á, nó sợ tốn công á, nó nằm ở chờ. Trời ơi, hôm nay miếng nó chờ lâu rồi nó sung. Há miệng chờ sung chắc hợp với phụ nữ hơn. Ê. Ê. Nằm ngủ ở chờ em. Thanh niên chơi mới hiểu ra ý nghĩa. Đi đâu mà để clip vui lắm.
mình thấy á, một tô nếu như mà cho một cái đùi vịt như vậy á là dư, tại vì rất là nhiều thịt, rất là nhiều. Nãy anh nghe nói tính cho ba cái đùi vịt đúng không? Thì quá chết, tuột nữa rồi, tuột nữa rồi, kèo lên kèo lên. Thôi mình cầm cái tô mình hút luôn. Hay quá, ngon quá. Mì vịt tiền rồi nghe cải lương. Rồi nói tiếp. Sắp tô nó hơi cao quá. Nào mình lại mua cái mua nhé. Nhưng mình chèo nó lại mình nướng. Gần xong, gần xong. Rồi, húp nào. Có ai ai nghĩ húp dưới 5 phút không? Rồi. Rồi, ta nghĩ Hùng sẽ duyệt cái này trong vòng mấy phút? Trong bao lâu? 4 phút. Em 4 phút. Là trên 5 phút. Trên 5. Thanh Nhân Nghĩa. 3 phút 45 giây. Ok, ok. Giống như chơi đua gì gì. Phải chọn giá đúng. Anh là 5 phút á. Phải chọn giá đúng. Em tin tưởng anh. Dứt. Bấm giờ đi. Thanh Nhân là bấm giờ. Rồi em nói. 1 phút hả? 22:50. Cái này đùi lớn đúng không? Đùi lớn. Đây bóp có đường khổng lồ không? Wow. Được, cố lên. Rồi. Đó là giúp được. Hay quá. Ủa. 1 phút, mới có 1 phút thôi. Là 2 phút à? Chưa tới 3 phút. 2 phút rồi, là 2 phút rồi. Hay quá. Tính là đồ ăn gì vậy? Chèo cái trước đã, chèo cái trước. Quá đã. Đang cái tôi là mấy phút? Hình như con đến là có 15 hay. Nãy giờ 15 á, khoảng 15 á chú. Nãy chú lấy nhiều là đủ cho em. Mà chú phải lấy thêm cái đùi nữa. Tính được là 2 phút rưỡi rồi. Chè nhà gì đã quá. Rồi 3 phút. 3 phút rồi, 3 phút rồi. Đi hồi Đức Phúc luôn. Nó kì cười. Đi hồi Đức Phúc luôn. Sao lại cười? Để Đức Phúc. Đức Phúc. Cái này có trong phút vui. Đức Phúc. Ca sĩ. Cho Hùng hút đúng giờ của mình, cho Thanh Nghĩa thua. À đi, chứ kỳ. Ai mới phải tính từ lúc mà tao mới bắt đầu hút chứ mày. Còn 15 giây. Thế là 3 phút 15 giây. Được hết. Lắc đầu rồi. Có biểu hiện rồi. Rồi, uống nước. Em mới thấy con dì rất là to rồi. Bạn. Không, nó mới có con bỏ. Nó là 10 giây nữa là 4 phút. À, 4 phút rồi, chắc là 4 phút rồi. Nhìn người một thở nữa. Cực kỳ là siêu. Ta đi siêu. Cố lên. Okay. Hôm bữa tô bún bò nó bằng cái tô này mà sao nó đang chậm, tô này đang nhanh. Cố lên Hùng ơi. Xíu nữa Hùng ơi, một xíu nữa thôi. Một xíu nữa thôi Hùng ơi. 4 phút và... Rồi. Trời ơi. Thơm ngon tới giọt cuối cùng. Không cười là đúng giờ em luôn. 3 phút 45 giây luôn. Ờ. Tại bị Đức Phúc á. Ngày mai đi kiện Đức Phúc nha, chứ không phải là đi kiện trai nha. Tiêu rồi. Ngon. Đã quá. Đó cho mọi người. Đây, những giọt mồ hôi đã lăn dài trên trán. Thì mình thấy cái mì vịt tiệm ở đây á, người ta bán rất là chất lượng ha mọi người. Mặc dù tô 70.000 nhưng mà cái đùi rất là to. Và cái thịt của nó thì phải nói là rất là bổ ha. Mì vịt tiệm mà. Thì cuối cùng mình cũng đã hoàn thành được thử thách ăn hết một tô. Thì clip của mình sẽ được rút tại đây. Nếu như mọi người cười thì hãy like. Nếu thấy hay thì hãy subscribe và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem nha. Sắp tới như các bạn có bất cứ thách nào thì hãy để lại bình luận dưới comment. Mình sẽ xem xét và đưa ra những bình luận phù hợp nhất để làm tiếp cho mọi người cùng thức thách nha. Ok, xin chào các bạn.